chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023. Bây giờ là 11 giờ 40 phút. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, theo hướng trước màn hình của chúng ta là đi về Bình Tây, đi về bên Long An cô chú anh chị các bạn. Đi về hướng của quốc lộ 1A đó, về thẳng bên cao tốc Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú chị và các bạn chúng ta đi cập nhật một cái khu đô thị nằm cũng tương đối hơi xa một chút so với trung tâm Sài Gòn, cách Sài Gòn khoảng tầm 7 đến 8 km mà thôi. Nhìn quang cảnh xung quanh đây, chúng ta thấy cây cỏ mọc um tùm, như là không khí thoáng đãng, và cảm thấy có một điều gì đó nó giống như một miền quê xa xôi Sài Gòn. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một tuần làm việc thành công. Thì hôm nay thì Tường Vũ Channel mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi tham quan khu đô thị Mizuki của Nhật Bản, tên đầy đủ là Mizuki Park. Đây có thể nói là một trong những khu đô thị mang một cái kiến trúc về quy hoạch. Hôm nay chúng ta đi cập nhật tình hình khu đô thị Mizuki Park. Cục đường này sẽ chạy rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải quan sát thật là kỹ nha cô chú anh chị các bạn. Đây cô chú anh chị các bạn, Mizuki Park. Đó cái bảng này cô chú anh chị các bạn, Mizuki Park. Nếu như chúng ta đi theo hướng bên tay trái màn hình là đi về bên khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn. Phải nói tình hình kinh doanh bất động sản ngày nay cũng quá là khó khăn, điêu đứng luôn cô chú chị, cực kỳ khó khăn luôn. Nhà phố, biệt thự, căn hộ, chung cư, đất đai đều tê liệt đứng tại chỗ. Nhà giàu phải nói ngày nay là khóc ròng, khóc trên đống tài sản, khóc trên cái số tiền mà chúng ta đã bỏ ra, đã đầu tư, đầu cơ để mong mang lại một cái lợi nhuận. Tuy nhiên rất tiếc thì bất động sản ngày nay dường như đóng băng, chết tại chỗ luôn. Đây, chúng ta sẽ đi thẳng vào một trăm đơn Mizuki Park, khu đô thị người dân chọn đầu tư. Giao lộ Nguyễn Văn Linh này lượng xe cộ di chuyển rất là đáng sợ, xe tải, xe container rất là sợ luôn quý vị, đi rất là ngán luôn, xe hạng nặng không à, và cái lưu lượng xe cộ ở đây rất là nhiều luôn. Và bên trong này thì chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt chiêm ngắm bất động sản trong đây hàng loạt luôn, nhà phố, đất đai. Khu dân cư này thuộc Bình Hưng, Bình Chánh, rất là lớn luôn nha cô chú anh chị các bạn. Giá thì rẻ thôi. Nói chung thì giá của những căn hộ chung cư ở đây là dành cho người có thu nhập vừa phải. Đó, bên kia có một căn nhà cho thuê nè, cho thuê nhà, bán nhà hay chưa. Đây quý vị, nhà phố liền kề, trong này đất đai còn bao la luôn. Chủ yếu dân cư ở trong đây là ở mức thu nhập bình thường, mức thu nhập bình quân thôi,
và ở đây cũng có rất là nhiều hàng quán là hủ tiếu Mỹ Tho nè, wow, quán dừa quá trời luôn nè các bạn. Dừa miền Tây đó, dừa sim dừa tắc 5.000 một trái thôi. Quá trời nhà phố nè. Nên chúng ta đi vòng một vòng trong đây để xem tình hình bất động sản như thế nào. Xã Bình Hưng, Bình Chánh. Chúng ta cứ đi từ đại lộ Nguyễn Linh đi vào bên Phạm Hùng đó, đi thẳng vô đường Phạm Hùng hoặc là lên đường khu Trung Sơn cũng được. Có nhiều hướng đi cô chú chị. Mà mình thấy là đi theo hướng đường Phạm Hùng thì sẽ tiện lợi và gần hơn. Tất nhiên thì tùy theo khung giờ, giờ nào kẹt xe chúng ta phải biết để mà né tránh giờ kẹt xe đi. Ở đây là phải nói bao la rộng luôn. Và bây giờ đi hướng nào cứ đây. Và đây là nhà phố biệt thự nha cô chú chị các bạn, nhà phố biệt thự căn hộ chung cư, nhà phố liền kề luôn cũng có. Độ cư dân sinh sống ở trong đây cũng khá là đông nha. Khu biệt thự thì chúng ta không được phép vào đâu, phải cư dân sinh sống bên trong có thẻ mới được vào. Mình chỉ đi những cái con đường vành đai bên ngoài thôi. Phủ đất bao la luôn vậy, mà phải nói ở đây nó rất là thông thoáng và cảm thấy rất là mát luôn. Ngày nay mà đầu tư về bất động sản thì cũng điêu đứng luôn quý vị. Ồ, đây là khu khu nhà giàu rồi, mình không vào được đó. Khu này dành khu biệt thự, bên này đất quá trời luôn mà không? Bên tay trái nè. Nhà phố liền kề 3 lầu. Trong đây thì cũng có rất nhiều dịch vụ luôn rồi, ăn uống, cà phê, cà pháo đầy đủ hết luôn. Đó, mình sẽ đi thẳng qua khu vực kia xem sao nha cô chú các bạn. Tại vì bây giờ trong đây nó rộng quá cho nên không biết là quẹo cái đường nào. Đi vào khu bên trong đây xem thử nhà cửa đất đai nó rao bán nhiều không. Đất quá trời đất trống là tôi cũng chịu mà thấy không. Đó. Bán đất. Ngày xưa thì lúc mà mới thì đây nó rất là rẻ nha, giá rất là rẻ. Tầm nếu mà căn hộ chung cư thì tầm khoảng 1.2 tỷ đến 1.5 tỷ một căn thôi. Căn hộ chung cư nha cô chú chị. Khu chung cư bên trong á, khu căn hộ bên trong chút nữa mình sẽ đi vào. Còn đây là khu nhà phố liền kề thôi. Mà đất còn bao la luôn mà. Quá trời đất. Khu dân cư Dương Hồng. Cái này thì 2 lầu 1 trệt. 2 lầu 1 trệt quý vị. Mới 100% luôn đó. Thiết kế nhìn cũng đẹp á, nhìn cũng thông thoáng và đẹp.
xưa thì người ta cũng đầu tư đầu cơ ở bên trong khu Mizuki Park này cũng nhiều nè. Quá trời biệt thự luôn không quý vị. Khu này có mấy căn góc đẹp quá trời luôn. Những căn góc này rất đẹp, tùy theo diện tích nha cô chú anh chị, chứ không phải là giá nó như vậy đâu, tùy theo diện tích và tùy theo cái vị trí nữa, vị trí ngay góc hay là vị trí đường bên trong, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Cũng có nhiều căn bỏ hoang bỏ trống luôn đó quý vị. Bây giờ mà đầu tư mua bất động sản thì có chết. Rất là nhiều người phải bán lấy vốn á, bán để lấy vốn trả lại ngân hàng, tức là thu lại cái giá vốn lúc đầu luôn, nhưng mà cũng không thể nào mà bán được luôn quý vị. Không hiểu vì sao mà bất động sản ngày nay nó đứng chết tại chỗ luôn. Đó, nhiều căn mới 100% mà. Khu dân cư Mizuki Park này rộng quá, những con đường số này cũng rất là rộng luôn, đường này chắc khoảng 8 mét luôn đó. Có trường mầm non luôn này quý vị, bên tay trái có trường mầm non nè. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trường mầm non. Thật sự mà nói thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư người ta rao bán với cái giá gốc luôn, ghi rõ luôn cô chú anh chị. Những cái trang bất động sản ghi rõ luôn là bán giá gốc, nghĩa là mua 2 tỷ bán lại 2 tỷ luôn, mua 10 tỷ bán 10 tỷ, chấp nhận lỗ thì trả ngân hàng, chấp nhận như vậy luôn. Nhưng mà điều quan trọng là cũng không có người mua. Hôm trước mình có liên hệ với một cái anh có 5 căn liền kề ở tại khu quốc lộ 51 Bà Rịa Vũng Tàu đó. Anh ở bên Thảo Điền, quận 2, Sài Gòn của mình nè. Thì anh mua tới 5 căn liền kề ngay chỗ gần chợ Bà Rịa Vũng Tàu luôn á. Nhưng mà phải nói bây giờ anh cương quyết không giảm giá luôn cô chú anh chị. Cương quyết không giảm giá nha. Anh nói 1 căn 6 tỷ, 1 căn 6 tỷ là không có bớt. Đồng ý thì ra công chứng trong vòng nửa tiếng là xong luôn, là 6 tỷ một căn ở dưới chỗ gần chợ Bà Rịa Vũng Tàu. Anh nói là bây giờ đằng nào cũng lỡ 5-6 năm rồi, bỏ trống rồi, cho nên bây giờ anh cương quyết không giảm giá luôn, chấp nhận giữ giá đó, chấp nhận lỗ luôn, chấp nhận lỗ và không có giảm giá cô chú chị các bạn. Hà ôm chứ không giảm giá. Anh bên Thảo Điền, quận 2, Sài Gòn nói vậy. Mình liên hệ trực tiếp mà, liên hệ trực tiếp luôn. Hôm trước tôi vừa rồi có quay một cái video clip ở tại khu gọi là không phải khu dân cư mà gần chỗ chợ Bà Rịa Vũng Tàu, có một loạt khoảng 40-50 căn á, mà để thấy nó xuống cấp trầm trọng rồi. Thì mình mới liên hệ thử thì anh nói là 6 tỷ một căn, 6 tỷ một căn ra công chứng cái rẹt luôn, và quyết ôm không giảm giá. Thì với tình hình như vậy thì quyết ôm đến khi nào?
khu này thì cũng có nhiều người ở nè. Bao la bát ngát luôn, cô chú chị các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong khu căn hộ chung cư nha. Khu căn hộ chung cư. Ngày xưa thì giá bán của khu căn hộ chung cư ở bên trong Mizuki Park này tầm 1.2 tỷ. Còn nếu mà nhà chính sách xã hội đó thì 800 cho đến 1.5 tỷ, tùy vào diện tích, tùy vào cái vị trí cái block. Dành cho nhà giàu nè cô chú chị. Khu biệt thự triệu đô có tại khu, đây là những căn nhà biệt thự triệu đô ở tại khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Bên trong toàn là nhà triệu đô không đó vị, mấy chục tỷ một căn đó. Những cái biệt thự này giá khoảng tầm 25 cho đến 50 tỷ, cũng tùy vào vị trí góc, tùy vào cái diện tích nữa. Chúng ta sẽ đi vào bên đó. Những căn hộ bên trong đây thì giá tầm 3 tỷ trên một căn. Đó là căn 2 phòng ngủ nha. Tùy vào diện tích. Còn những cái căn mà và những cái căn biệt thự hàng sang mà ven sông luôn quý vị, ven sông của khu đô thị Mizuki Park này đó thì giá dao động là từ 30 cho đến 36 tỷ trên một căn. Này đứng bên ngoài quay cũng sao quá không thấy, tại vì khu đó mình khó vào. Nhìn chung thì theo mình đánh giá và nhận xét thì cái phong cảnh ở đây tương đối là rộng, thoáng, nhẹ nhàng, thanh bình. Nói chung là mình sinh sống thì được, đi làm bằng ngày về tối mình ở thì ok. Vào trung tâm thì nó cũng hơi xa một chút thôi, nếu đi quen thì thấy nó bình thường. Đường xá thiết kế ở đây cũng khá rộng rãi, đi thoải mái, không có vấn đề gì hết. Những cái biệt thự đây thì giá tầm 35 cho đến 40 tỷ nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú chị và các bạn chúng ta đi một vòng vào khu bên trong là khu căn hộ. Ở đây buổi tối rất là mát luôn. Trời biệt thự luôn quý vị. Đó khu nhà phố Valora Island Lock A nè, không? Rồi đây một lần xem thế nào nha cô chú anh chị các bạn. Đây bất động sản ở đây bán thì căn hộ cũ thì cũng giá rẻ thôi. Ôi, quá trời luôn. Bao la đất đai. Khu dân cư Nguyễn Sơn. Như vậy là chia thành từng khu luôn đó. Đó shop house nhà phố cho thuê này quý vị. Shop house nhà phố cho thuê, hai căn ngay đường số 2 luôn nè. Hai cô chú chị các bạn thấy không? Shop house nhà phố cho thuê. Những căn shop house đây giá thuê là bao nhiêu? Không phải là quá cao đâu. Ồ. Quá trời nhà cho thuê luôn nè.
vào phố cho thuê shop house. Cho thuê bao nhiêu đây? Giá cho thuê shop house 25 triệu một tháng, cô chú anh chị các bạn. Giá cho thuê shop house 25 triệu một tháng luôn. Wow, cái này đất rộng bao la luôn, shop house còn mắc quá rồi nè. Shop house nhà phố, house cho thuê, cho thuê nhà phố. Anh định gọi thuê hay sao? Tính gọi hỏi được rồi sao? 20 triệu rồi quá. 20 triệu tháng hả? Thuê làm gì? Mua quán này kia 20 triệu tháng hả? Thấy cái dáng quá trời luôn. Đúng rồi, mặt tiền mà. Anh thuê để ở hả? Không, thuê để kinh doanh. Kinh doanh cái gì? Thì chưa biết chứ mà thấy ok đó. Tại vì ở trong đây đó, có một căn đó, ở trong đường này. Không, vô em thấy cái kia quá trời. Mấy căn này đang tầm khu rồi, thấy ok, thấy thoáng nè. Thì nó thoáng, thấy nó thoáng, nó gần bên trong đó nè. Kinh doanh 20 triệu là nó khó á. Đâu khó, tính mở quán cà phê. Đây hả? Dạ. Có khách không? Thấy bên trong này khu dân cư nhiều mà không? Chung cư mới đông chứ ha. Lại gần bên đó hả? Ừ, bên đây sao kinh doanh? Ngày 20 triệu. 20. Ở chưa cho chịu nổi đâu. Khoảng tầm em nhắm giá khoảng tầm 15 giờ xuống thôi. Gọi gì? Thì anh muốn có hỏi thì anh gọi điện thoại. Thì em tính coi, gọi hỏi thôi. Coi ở quải ngon hơn. Thì em thấy bên kia có hai căn ngay góc đó, thấy ok lắm, ngay góc luôn đó. Mở quán cà phê về thôi. Ừ, đúng rồi. Ở đây nó hơi cao. Thế bữa lại nó hơi vắng. Vắng á. Vắng sợ mấy khách. Mấy cái tiệm ở quải người ta giật hết rồi. Thì người ta giật hết. Tại đó nhìn nó dễ hơn cái vị trí ngồi. Thôi anh muốn thuê được thuê, ở đây bảo là anh chẳng hết. Chắc chịu không nổi thôi. Muốn thuê trong chung cư. Chung cư nhiều quá. Chung cư thì nó càng đông thì càng đỡ mình. Nó đông khách thì mình bán mua bán mà ngon thì khỏi cần rẻ, ngon đàng hoàng là được rồi. Ở trong đây là không phải là nói gì, nhưng mà vẫn thấy cũng vẫn hoàn ha. Ồ, cái này để kho thì được. Nội anh trang trí hết nhiều rồi. Đúng rồi, nhiều lắm á, nhiều lắm. Mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu. Đó, thì nói anh vậy thôi, anh muốn thuê thì anh thuê. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Kể cả ngoài đây nó cũng thôi. Thì đó, em đi một vòng thấy có hai tiệm cà phê rồi. À, thấy ngay góc bán ok. Bán quen khách rồi. Chắc quen khách rồi, khách nó quen rồi. Đó, như vậy giá ở đây là một căn là 20 triệu. Giá thuê shop house đây là 20 triệu một tháng nha cô chú anh chị các bạn. Và theo như cái anh bảo vệ anh đã sinh sống ở đây khoảng 3 năm thì anh nói khu này khá là vắng luôn, cho nên không biết là kinh doanh có được hay không. 20 triệu một tháng căn shop house này nữa quý vị. Những căn mà ngay góc này thì cũng ok, vị trí thì cũng tương đối đẹp đó quý vị. Rồi chúng ta đi vào bên trong khu chung cư xem như thế nào. Nếu như ở đây mà 20 triệu một tháng thì cũng hơi căng. Ở đây có một loạt shop house cho thuê, nhà phố cho thuê. Căn này cũng quán là của chú thì căn ngay góc mà. Bán nhà chính chủ biển trung gian. Vắng đó quý vị, chủ yếu là người ta tập trung những cái vị trí bỏ mặt tiền là nhiều. Biệt thự Valora Island.
chung ở đây dịch vụ cũng rất là nhiều rồi, từ ăn uống giải khát đều đầy đủ hết luôn đó quý vị. Nhìn chung ở tại khu đô thị Mizuki Park này thì từ ăn uống giải cho cư dân một cách trọn vẹn mà khỏi phải đi ra ngoài. Bởi vì ở đây muốn đi ra ngoài thì cũng không biết đi đâu, nó xa lắm. Lo ra rất là nhiều căn hộ bên trong này quý vị. Ngày xưa khu này là đất đồng ruộng nè, mênh mông cây cỏ nè. Mình còn nhớ khu này ngày xưa đi đâu dám đi đâu cô chú chị. Điểm tư vấn khu đô thị Mizuki Park. Wow, đây có trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn, nằm trong khu dân cư luôn, quá tuyệt vời. Khá nhiều nhưng mà ở đây là mình thấy xe hơi dạng bình thường thôi, thương hiệu bình thường, cái hãng như Hyundai, Toyota, rồi Mitsubishi là nhiều. Còn lên các cái khu căn hộ trên quận 1, quận 2, Thảo Điền, quận 7 thì gọi là Vinhomes, Vinhomes, rồi cũng nhiều lớn luôn, Mercedes. Dữ không quý vị, nhìn xe cổ đây là biết cư dân ở đây đã ở mức khác với ở trên trung tâm quận 1, quận 7, quận 2, Thảo Điền ở quý vị. Cái lốc ED, những cái lốc khu vực bên đây thì toàn là dành cho người lao động bình thường thôi. Sớt thao nhà phố cho thuê việc hàng loạt luôn đây. Chủ yếu ở đây người ta có nơi để mà sinh sống ở tại Sài Gòn để tiện cho làm việc học hành. Thấy có chiếc mẹt màu đỏ nè, mày chưa thấy chiếc BMW hay chiếc Lexus gì hết. Nghe nói 4 triệu mấy một căn khu này nè, 4 triệu mấy đó quý vị. Nói chung thì bây giờ mua chung cư căn hộ thì cũng rất là tiện lợi, bởi vì ngân hàng người ta đã hỗ trợ cho mình rất nhiều rồi, cho vay, vay mà lãi suất thấp nữa. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.